给了我怕光的眼瞳赤裸，是凉的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。Nguyệt Tận Minh Tập 23. Diệp Thanh Vũ. Nàng dậy rồi à? Đêm qua say rượu có đau đầu không? Hôm qua là ta sai chủ làm bậy, nhất thời kích động. Có những chuyện chàng đừng xem là thật. Ta có thể phân rõ thật giả, vậy là tốt nhất. Diệp Thanh Phủ, ta nàng đến tìm ta hỏi chuyện thuốc giải ư? Giữ nàng với ta, cứ việc nói thẳng. Ta không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ tự rời khỏi kinh thành. Tại sao? Vì ta ư? Ta thật sự không biết. Thế này là ta vinh hạnh hay bất hạnh nữa? Diệp Thanh Vũ, chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Rốt cuộc chàng muốn ta cũng xin chàng thế nào mới chịu đưa thuốc giải cho ta? Không có thuốc giải. Gì cơ? Bệ hạ bảo ta là bí dược trước đây ngày ấy ép nàng uống chỉ là một viên thuốc bổ thôi. Nàng tài tử, vậy nên nàng tự do rồi. Nàng tài tử nói là đã đưa thuốc giải cho chàng, chàng chỉ cần tiếp tục dùng thuốc giải làm lý do để trói buộc ta, ta sẽ không bao giờ đi được. Sao chàng lại nói cho ta biết? Nàng đã nói là làm, ta cũng đã được hưởng niềm vui trong chốc lát. Ta không dám ước mong xa vời rằng ông trời có thể ban cho ta nhiều ưu ái hơn. Tuy nhiên, kiếp này có thể gặp được nàng đã là may mắn lắm rồi. Nếu ta lại muốn ở lại kinh thành thì sao? Không sao, nàng muốn đi đâu cũng được. Nếu không muốn thấy ta, ta có thể dân tấu tự xin bệ hạ cho rời khỏi kinh thành. Diệp Thanh Vũ, suốt cuộc chàng ngốc thật hay giả ngốc vậy? Thôi đi, lừa giải thích nhiều thế với chàng. Tóm lại, bây giờ ta tự do rồi, muốn đi đâu thì đi. Bây giờ ta lại muốn ở lại kinh thành đấy. Phi Nhi, vậy nên chúng ta lại có thể tiếp tục gặp nhau sớm chiều rồi, phải không? Tạm thời xem là vậy đi, xem biểu hiện của chàng đã.
Thực phụ, có phải hai người làm lành rồi không? Làm lành hay không gì chứ? Vui thế nào có hờn giận qua đêm? Để con, có gì con nhất định phải nói với cha. Đừng kìm nén trong lòng để mình chịu ấm ức. Không có chuyện đó đâu. Sao lại không có? Đàm đại tử là vua một nước, Diệp gia chúng ta lại sa sút. Trước mặt hắn, con khó tránh phải ép dạ cầu toàn, bấm bụng chịu đựng. Bấm bụng chịu đựng gì chứ? Tối qua con còn bắt chàng ngủ đất nữa. Nhị muội à, muội đúng là tỷ chồng giỏi quá. Kể ra thì từ khi vào kinh thành, Băng Thường chưa từng về nhà. Bây giờ đại tỷ là tuyên thành phu nhân, thân phận cao quý, đàm đại tử để tỷ ấy sống trong cung. Thật ra con thấy là chàng sợ Tiêu Lẫm cướp người đi, cách một cánh cổng cung vẫn đảm bảo hơn. Người ở trong vương cung nước cảnh, Tiêu Lẫm ném dù sợ vỡ bình cũng không thể mặc kệ được. Vậy Băng Thường không chịu ấm ức gì chứ? Tổ mẫu yên tâm đi, đàm đại tử không phải loại người ấy. Nếu người không yên tâm thì ăn cơm xong con sẽ đi thăm đại tỷ, tiện thể hỏi tỷ ấy có muốn dọn về nhà ở không. Được, được, mau ăn đi, mau ăn đi nào. Chuyện là vậy đấy. Mấy hôm trước khiến tỷ tỷ chịu ấm ức, ta thay đàm đại tử xin lỗi tỷ. Bụi bụi nói gì vậy? Sao có thể bảo vua một đứa xin lỗi ta chứ? Vua thề các muội làm lành, đương nhiên tỷ tỷ cũng vui cho muội. Con người đàm đại tử là vậy đấy, muốn gì làm đấy, tỷ tỷ đừng để bụng là được. Đúng rồi, nếu tỷ ở trong cung không quen, ta có thể đi tìm đàm đại tử, bảo chàng thả tỷ ra ngoài cung, về nhà ở với tổ mẫu và cha. Không cần đâu. Ý ta là bệ hạ để ta ở trong cung ăn có lý của ngài. Huống hồ mấy hôm nay ta cũng sống quen rồi, thôi không về nhà quấy rầy tổ mẫu và cha nữa. Nhưng mà nhị muội, chúng ta đều là nữ tử đã xuất giá, cứ sống ở nhà mãi thì còn ra gì nữa. Muội thì tốt rồi, có thể ở bên bệ hạ. Còn ta, nay Lục Điện Hạ bằng vô âm tính, nếu ta sống trong nhà thì lại cứ như bị ruồng bỏ vậy, sẽ khiến hàng xóm láng giềng chỉ trỏ. Chi bằng ở trong cung để được yên tĩnh. Được rồi, nhưng tổ mẫu và cha thật sự rất nhớ tỷ. Nếu rảnh tỷ hãy về nhà thăm họ. Được, cho để nhị muội nhọc lòng rồi. Vậy ta về trước đây. Nhị muội đã đối xử với hắn như vậy rồi, mà đàm đại tử vẫn có thể yêu thương muội ấy như thế. Ta ở lại trong cung thì vẫn còn có cơ hội. Nếu dọn ra ngoài cung, muốn gặp đàm đại tử sẽ khó. Không ngờ hắn lại không hề có chút tình cảm nam nữ nào với ta. Nếu ta muốn dựa vào hắn để sống yên ổn thì phải làm người có giá trị với hắn. Bệ hạ, đứng đấy nói đi. Thiếp không biết đã làm sai chuyện gì mà khiến bệ hạ ghét bỏ thiếp. Cô không sai. Đợi trẫm bắt được Tiêu Lẫm, trẫm sẽ cho phu thê hai người đoàn tụ. Bệ hạ nhất định phải bắt Tuyên Thành Vương ư? Chú cô nghĩ tại sao trẫm lại giữ cô ở trong cung? Bệ hạ, thiếp có một chuyện muốn bàn với bệ hạ. Một ngàn quân lương vay hôm trước, mấy hôm nữa lãng hết rồi. Thuốc và vải bàn đều cạn kiệt, làm sao đây? Quân đây còn huyện nào chưa vay quân lương không? Vay hết rồi. Thế thì tỉnh lại, điện hạ của ta ơi, giờ con là phản tặc rồi đấy. Chúng ta đều là phong phạm triều đình, đừng nói là vay lương thảo.
Người ta không lôi chúng ta đi báo quan đã là niềm chúc tình xưa, nghĩa khí đất trời đâu đấy. Tiểu sư thúc, thúc nghĩ chúng ta cứ thế này tiếp thì có bao nhiêu phần thắng? Chuyện này, mấy chuyện kiểu này không có phần nào đúng không? Thế này cũng bởi hết cách mà. Thúc có còn nhớ thúc ta và Thanh Phủ từng ngồi bàn việc nước ở Tịnh Đô không? Dù triều đại, Hưng Tịnh hay Diệt Phong, người triều phủ đều là dân chúng, trước đây đều vậy. Những năm qua thường xuyên giao chiến với người nước cảnh, tuy rằng nước cảnh là nước địch, nhưng binh sĩ bách tính của họ cũng là thân xác máu thịt. Thực ra Thanh Phủ nói đúng, với bách tính mà nói, chiến tranh không có thắng thua. Giờ đây Đàm đại tẩn dùng chiến tranh để đổi lấy hòa bình, thiên hạ thống nhất, hắn chính là lòng dân hướng đến. Có lẽ ta đang dẫn dắt những người còn lại xuống phía nam rời khỏi đây rồi. Sao còn có thể nghĩ như vậy? Điện hạ, điện hạ, mật thám dài ở kinh đô nước cảnh gửi một bức thư mật là gửi cho ngài. Là nét chữ của Văn Thường. Thảo nào Đàm đại tẩn cho phép cô ấy gửi thư cho con. Toàn mấy lời khen hắn nhân nghĩa, xem ra Đàm đại tẩn cũng không từ bỏ ý định khi con đầu hàng. Không đúng. Cái gì không đúng? Cứu ta. Cảnh Diệu Môn. Bá Triều. Diệu tướng quân. Bệ hạ, việc cứu trợ thiên tai dính dáng rất nhiều thứ. Ngươi là người nước Thịnh, việc cứu trợ nạn dân và thu xếp cho dân lưu lạc trẫm giao cho ngươi là yên tâm nhất. Thần quyết không phụ sự mong đợi của bệ hạ. Giờ đây thiên hạ thống nhất, thần muốn được thấy bách tính nước Thịnh ổn định cuộc sống, phục hồi sức sống hơn bất cứ ai. Cũng cảm kích ân huệ của bệ hạ hơn bất cứ ai. Hôm nay là thất tịch, trẫm nghe nói đêm thất tịch ở kinh đô nước cảnh là náo nhiệt nhất. Hay là ngươi cùng Phiên Nhiên gặp dịp ra ngoài cung dạo chơi đi. Mau xuất cung đi. Diệt tịch phụ. Hay, hay lắm. Hay, hay lắm. Đi. Bây giờ tình cảnh thống nhất, quốc thái dân an, chúng ta cũng được đón lễ vui vẻ rồi. Phải đấy. Phải, phải. Chàng đã làm một việc tốt đó. Ta chỉ làm điều một đấng quân vương nên làm thôi. Nào không sao chứ? Không sao. Đông thật đấy. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ bắt hàng, lại là thất tịch. Bách tính Tân Thành đều kéo nhau ra ngoài. Thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm là hôm nay đấy. Đang đại tẩn, tại sao họ đều đeo mặt nạ vậy? Lễ bắt hàng và trước thần 7 ngày, tương truyền có thể xua đuổi tà ma ác quỷ. Lát nữa nếu có cơ hội gặp được, đại nàng sẽ biết thôi. Mặt nạ đây, khách quan chọn một cái đi. Nhập gia tùy tục, chúng ta cũng mua một cái đi. Được thôi.
Được gì mà được, giữ tiền đi. Đây, cái này hợp chăng? Ta lấy cái này. Được rồi, đa tạ khách quan. Đa tạ. Đi thôi. Mặt nạ đây. Nào khách quan, xem mặt nạ đi. Không ngờ chưa gì chúng ta đã vào được quốc đô nước Cảnh rồi. Không được lơ là, phải cẩn thận hơn. Dù sao đây cũng là đầm rồng hang hổ. Dân, được. Đi. Làm ta giật mình. Ăn thử thoải mái. Món này điểm tâm tươi đấy. Đa tạ. Được. Ngon không? Ngon. Xem cái này xem. Tuyệt tác tinh xảo đảm bảo vạn sự như ý. Xem chút đi. Đẹp quá. Ngọc hán bạch như ý. Trừ tà khử bệnh. Xin lỗi. Trừ tà khử bệnh. Trừ tà khử bệnh. Hay quá. Chọn ta đi. Ta ư? Đam Đa Tẩn, họ đang làm gì vậy? Đây là tập tục của nước Cảnh. Nàng được đại phu sư lựa chọn thì nàng sẽ là thần nữ của lễ bắt hàng năm nay. Đi đi, sẽ gặp may mắn đấy. Sao lại chọn chàng nữa vậy? Lẽ nào chàng cũng là thần nữ? Thần nam sao? Sao cô nương lại hỏi thế? Lẽ nào cô chưa đó dễ bắt hàng bao giờ sao? Sẽ đến từ nước Tịnh. Thế thì thảo nào, vô sư chỉ tay vào ngày ấy, tức là chọn ngày ấy là ma thần. Đại chiến thần ma vàng năm trước thì cô biết chứ. Chọn ngày ấy là ma thần, cùng nước thần với cô. Yên tâm đi đi, cô được vua sư lựa chọn, cầu phúc cho thiên hạ, cô cũng sẽ được vui vẻ bình yên. Cô phải cùng ma thần hoàn thành nghi thức múa kiếm, sau đó giết chết ma thần.
chàng là ma thần hay là minh giả, là kẻ thù hay người yêu? Bệ hạ, bệ hạ kia, bệ hạ, sao bệ hạ lại ở đây? Bệ hạ, bệ hạ, là bệ hạ, hay bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, chính là bệ hạ đó. Bệ hạ, 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 bệ hạ. Ngày lành cảnh đẹp, trăng tròn hoa thắm thế này, uống say chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Chi bằng chẳng nghĩ gì vậy? Ta đêm nay ánh trăng đang đẹp, thích hợp cho tộc hồ ly ta tu thân dưỡng tính. Ta quên mất chuyện này, nếu không kịp hấp thu ánh trăng, yêu quái bọn ta cũng sẽ già đi đó. Đến lúc đó tóc bạc trắng hết, mặt đầy nếp nhăn, giờ chẳng sợ chết khiếp luôn. Đến khi tóc nàng điểm bạc, mặt đầy nếp nhăn, nàng cũng phải là người dễ thương nhất. Nhưng ta chỉ là một người phàm, cùng lắm chỉ có 100 năm tuổi thọ, e là không có duyên được thấy dáng vẻ tóc bạc của nàng rồi. Thực ra cũng không khó, tộc hồ ly bọn ta có một truyền thuyết đồn rằng chỉ cần kết tóc với người mình yêu, cắn tay, cắt máu ăn thịt, thì dù một bên chết đi, hồn phách cũng sẽ không về âm ti, mà có thể bầu bạn đời đời kiếp kiếp. Thật chứ?
còn chưa từng thử, sao ta biết được? Nếu thật sự đến ngày đó, ta cũng sẽ không thử đâu. Ta nhất định sẽ uống rượu tìm vui, sẽ quên sạch về già. Vậy thì ta yên tâm rồi. Bệ hạ, 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 bệ hạ. Tỷ tỷ, hai người có mua kẹo không? Tiểu muội muội, muội bị lạc cha mẹ hả? Còn nhỏ thế này sao lại một mình bán hàng ở đây? Đứng lại, chàng làm gì vậy? Ta sẽ mua hết. Cha mẹ muội đâu? Đều mất rồi ạ. Nè, muội cầm túi tiền này đến cô động viện mới lập ở phía đông cửa cung tìm quản gia, ông ấy sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho muội. Cảm ơn ca ca. Đi đi. Chàng mua nhiều kẹo thế làm gì? Ăn đi. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, đi thôi. Báo cáo điện hạ, đàm đại tử vẫn chưa về cung. Được, chia ra hành động theo kế hoạch. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bên kia, ở bên kia. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Sứ thì bị họ bắt được. Sao họ lại đuổi theo chàng vậy? Chắc là muốn nhìn ta thôi. Nhìn chàng làm gì? Nghe nói đàm đài vô cực không được lòng dân, đàm đài minh lãng tính tình bạo ngược, bị đàn chuột cắn chết. Hôm ta còn kinh, đàn chuột bỏ chạy tán loạn, bạo quân băng hàng, cứ đồn thổi mãi rồi được dân chúng coi là điềm lành. Sau đó họ còn nói ta là thần linh giáng trần. Chàng thấy chưa, mọi người vẫn rất thích chàng mà. Hùa theo mà thôi. Lúc thì coi ta là thần linh, lúc lại có thể coi ta là ác quỷ. Sao chàng lại tự coi nhẹ mình như thế? Chàng đã làm việc tốt, mọi người thích chàng là lẽ đương nhiên. Ta thấy chàng chỉ là ít được người ta khen, được mọi người khen thêm vài năm nữa, quen là tốt thôi. Không, e là chàng chẳng còn mấy năm nữa. Trong vòng một năm, mình phải phá hủy được tà cốt. Người khác có thích ta hay không, ta vốn dĩ không quan tâm. Chỉ cần nàng bằng lòng thích ta là đủ rồi.
này đi. Tao không thích ăn cái này. Vậy chàng mua nhiều thế làm gì? Nàng còn nhớ giao thừa năm ngoái không? Đó là lần đầu tiên ta dạo phố. Nàng đã mua cho ta một bộ y phục mới. Hôm đó tuyết rơi, trời tối rất nhanh. Chúng ta gặp một người phụ nữ bán báo trên đường về. Tỷ tỷ, bán hết cho ta báo trong giỏ của tỷ đi. Tiểu thư à, báo này ta tự làm, không được đẹp lắm. Không sao, ta thích như thế. Cô nương, thế này, còn cả cái này nữa, cầm lấy đi. Nó mới tốt lành, tỷ tỷ. Cô nương, lúc đó ta không hiểu sao nàng lại làm vậy. Nhưng bây giờ ta có thể hiểu được. Hiểu gì cơ? Sự khó khăn lúc bệnh tật cô độc, nỗi khổ nghèo túng, lòng thương xót kẻ yếu, có lòng làm việc thiện, ta có thể đồng cảm với những nỗi khổ ấy. Bây giờ ta chỉ muốn làm hết khả năng của mình để giúp đỡ nhiều người hơn. Không biết vì sao, từ khi ra khỏi đáy sông mặt, từ khi có nàng bầu bạn bên ta, dường như ta ngày càng có thể cảm nhận được nhiều tình cảm hơn. Ta bỗng cảm thấy hóa ra thế giới này tươi đẹp như vậy. Nếu ta nói với chàng chuyện tà cốt thì sẽ ra sao? Có lẽ Đàm Đài Tẩn biết sự thật sẽ không chủ động trở thành ma thần nữa. Ta có thể ở bên chàng mãi mãi, bảo vệ tính mạng chàng, không cần phải dùng lệ ngọc diệt hồn biến thành đinh đâm vào cực chàng nữa. Sao thế? Đàm Đại Tẩn, có một chuyện ta nghĩ ta bắt buộc phải nói cho chàng biết. Chuyện gì vậy? Ta bệ hả? Bệ hả? Thì ra ngài ở đây. Sao ngài có thể chạy ra ngoài mà không nói tiếng nào chứ? Dù ngài không cho ta theo thì cũng phải báo cho ta biết chứ. Vị tiểu thư, cô cũng ở đây à? Vậy ta đi đây. Thôi, không còn sớm nữa, ta về cùng ngươi. Thôi vậy, sau này tìm cơ hội nói cho chàng ấy vậy. Bệ hạ, thiếp có một chuyện muốn bàn với bệ hạ. Nếu thiếp giúp bệ hạ bắt Tuyên thành vương, không biết bệ hạ có thể cho thiếp ở bên ngài không? Có lẽ bác hàng cửa thành sẽ mở rộng. Nếu Tiêu Lãm đến thì chắc chắn là vào hôm nay. Nếu hắn thành công chắc chắn sẽ bảo vệ ta cả đời. Nếu hắn thất bại thì sẽ là món quà lớn ta dâng cho Đàm Đại Tử. Dù thế nào cũng là ta thắng. Xem ra kịch hay sắp bắt đầu rồi.
không cần giấu đầu lòi đuôi nữa. Ra đi. Diệp đại tiểu thư đừng lên tiếng, là ta, bạn tiến sĩ. Không có nhiều thời gian đi mất. Bạn đi chỉ ở đây, chúng ta kế hoạch thành công rồi, Tiêu Lãng tới rồi. Ngay lúc tình chỉ còn mình ngươi, người nên trân trọng tính mạng mới phải. Quốc nạn trước mắt, không quan tâm được gì khác. Là quốc nạn hay là tâm tình? Diệp đại tiểu thư, sao vậy? Còn chưa biết ai thắng ai thua, mình không thể đi được. Bàn chiến sĩ, ta không đi được nữa. Mọi người mau chạy trốn đi, cứ mặc kệ ta. Điện hạ liều mạng giao phó cô cho ta, ta đi gì chứ? Trung Thái, anh tiến sĩ, các cửa hậu tống Diệp đại tiểu thư đi trước. Dân đâu, mau tới đây, đứng lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong cung có thích khách, người phải cẩn thận đấy. Con tưởng muốn thấy tìm đại tận hư. Thả họ ra. Ngươi muốn giết ta sao? Tiêu Lẫm, nay chiến tranh hai nước vừa xong, loạn lạc đã dần dẹp yên. Nếu hôm nay ngươi giết ta, thì ngày mai hai nước sẽ lại chìm trong hỗn loạn, máu chảy thành sông. Món nợ này, ngươi là người rõ hơn ai hết, nên ngươi vốn sẽ không giết ta.
Hôm nay Tiêu Quân đến sự việc gì thế? Ta muốn người hạ chỉ rút quân ngừng chiến. Không coi là quá đáng, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi không có tư cách mặc cả. Ngươi đã sớm biết chuyện này, ta sẽ hành thích ngươi. Khắp thiên hạ đâu đâu cũng là đất của phu. Này đây, chim muông, sâu kiến cũng có thể là tai mắt của ta. Các ngươi bàn bạc lúc nào, xuất phát khi nào, ta đều sẽ biết hết. Hôm nay Tuyên Thành Vương không mời mà tới, sao trẫm có thể không tiếp đón chu đáo được? Dám cực dám chịu, quỳ xuống. Tiêu Lẫm, nay tìm long vệ của người chỉ còn lại vài người thế này thôi à? Hai kẻ thân tính kia của người đâu? Đêm hôm khuya khoắt, Trương Thành Phu Nhân định đi đâu vậy? Xem ra Tiêu Lẫm thất bại rồi. Vậy mà ngươi lại bắt cóc ta? Huyền thủ lĩnh chúng muốn bắt cóc ta ra khỏi cung, mau cứu ta. Các ngươi đừng nghe thấy rồi đấy. Đúng là một lũ đàn ông đần độn, vậy mà cũng không hiểu ra. Đang đại tỉnh, Đăng đại tử, muộn vậy rồi, nàng chạy tới đây làm gì? Chàng không sao chứ? Không bị thương chứ? Nàng yên tâm, ta không sao. Làm ta sợ chết khiếp. Nàng xem nàng kia, tay lạnh như thế. Ấm hơn chưa? Kẻ ám sát đang đại tẩn là Tiêu Lẫm ư? Phải làm sao đây? Lâu rồi không gặp vị tiểu thư. Nè, ta khuyên nàng, tốt nhất đừng cầu xin cho hắn vào lúc này. Ta xin nhận ý tốt của vị tiểu thư. Trước khi đến đây ta đã nghĩ tới hậu quả rồi. Báo, báo, thủ lĩnh Phi Nhi đã chặn được bọn bắt cóc Tuyên Thành Phu Nhân. Bệ hạ yên tâm, Tuyên Thành Phu Nhân không sao. Được, bảo Phi Nhi dẫn cô ta tới đây, ta có chuyện cần hỏi. Dân, đi. Sao hả? Chẳng lẽ còn muốn ta đỡ cô vậy? Ta không cùng hội với họ. Cô phải bẩm trở với bệ hạ cho ta. Vậy à? Sao nó lỡ chỗ cô? Cái gì? Nói đi. Sao sợ tơ tình ấy lại trong người cô? Ta không biết. Thả ta ra. Ta là khách quý của bệ hạ. Ta hỏi câu là cuối. Suốt cuộc cô lấy sợi tơ tình đó
ở đâu hả? Cô tưởng ta là đám đàn ông ngu ngốc ấy thật à? Cô không nói vậy ta sẽ bỏ tay với cô à? Bỏ ra. Thiên Nhiên, bình tĩnh đi, đừng ra tay. Thanh Vũ, cô ta muốn giết ta. Thanh Vũ, dù đại tỷ của ta đã làm gì thì ta vẫn thay mặt tỷ ấy xin lỗi nàng. Có chuyện gì thì nói rõ trước đã. Ta chẳng có gì để nói với các người. Tránh ra. Cút đi cho ta. Cút. Thiên Nhiên, ban nãy ta nghe thấy nàng nhắc đến Tư Tình. Suốt cuộc là có chuyện gì? Không liên quan tới chàng. Sao lại không liên quan đến ta? Vậy hạ lệnh cho thủ lĩnh đưa Tuyên Thành phu nhân về đại điện. Trung thái phụng sự giao phó của đại nhân đã thất bại rồi ạ. Sao có thể vậy được? Diệp đại tiểu thư nói là chúng ta bắt cóc cô ta, không chịu đi cùng với chúng ta. Sao Tiêu Lẫm lại thích cô ta chứ? Bàn tướng sĩ, giờ chúng ta phải làm sao? Cứ theo lời dặn khi trước của điện hạ, lập tức chia thành nhóm nhỏ rời khỏi kinh đô nước cảnh, liên lạc với đại quân của Trần Hiền. Dân, đi thôi. Tuyên Thành Vương, vô tên hai người gặp nhau nơi đất khách, khó tránh sẽ thấy thương cảm, chi bằng mời Tuyên Thành Vương ra sau điện chờ một chút. Mời. Sao thế? Canh chừng hắn giúp chàng. Không bị thương chứ? Đang yên đang lành, sao quân lại từ chui đầu vào đó? Báo thủ lĩnh Tiên Nhiên, Diệp tướng quân, Tuyên Thành phu nhân ý kiến. Để họ vào đi. Dân. Băng thường vẫn không thể chạy thoát. Đêm nay bắt được thích khách, Tuyên Thành phu nhân có công rất lớn, theo lẽ nên thưởng công lớn nhất. Tạ ơn bệ hạ. Có thể giải mối ưu phiền cho bệ hạ là may mắn của thiếp. Thiếp không dám kể công. Là ý gì? Sao đại tỷ lại có công lao? Cô có thể nghĩ ra kế dùng mật văn để cầu cứu, khiến Tiêu Lẫm tin rằng cô đang nguy hiểm đến tính mạng, là khổ sở cầu xin trong thư. Với tính cách của Tiêu Lẫm, chắc chắn hắn sẽ không mượn tay người khác mà đích thân đến để cứu cô. Mưu kế thấu hiểu lòng người thế này, dù là mưu sĩ của trẫm cũng không sánh bằng. Đại hạ quá khen. Nhưng trẫm rất tò mò. Cô nói xem, nếu đêm nay Tiêu Lẫm hành thích thành công, trẫm chết nước mất, cô liệu có thuận nước đẩy thuyền cùng rời đi với hắn không? Xin bệ hạ minh giám, từ khi trở về nước Thịnh, Thiếp và Tiêu Lẫm đã đoạn tuyệt với nhau rồi. Đại tỷ, tỷ. Trường Nguyệt Tận Minh.